Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành văn bản số 1141 về việc thực hiện các biện pháp trong giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời với khôi phục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Cao Bằng. Theo đó cho phép dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng, cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ trường, dịch vụ karaoke, cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao sự kiện tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cho phép các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân không bắt buộc giãn cách trong trường lớp học không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt vệ sinh phòng lớp học nhà vệ sinh bảo đảm phòng lớp học thông thoáng học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay sát khuẩn Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục đào tạo trong tỉnh, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo đảm kết quả trung thực, khách quan. Sở Y tế tiếp tục giả soát và kiện toàn các điều kiện thiết yếu phục vụ xét nghiệm COVID-19, năng lực cách ly, thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác nếu có, Tại các cơ sở y tế hướng dẫn và tập huấn cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng, duy trì chế độ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 kịp thời có các chỉ đạo bổ sung phù hợp với điều kiện mới. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới và các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát quản lý trên toàn tuyến biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng. Vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học trên các phương tiện giao thông công cộng, rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Việt Nam 24 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến trưa ngày 10 tháng 5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới và là ngày thứ 24 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm cả nước hiện vẫn là 288, trong đó 48 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đến nay đã có 241 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 84%. Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế. Đa số bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Riêng trường hợp bệnh nhân nặng nhất đến thời điểm này là bệnh nhân 91, phi công người Anh. Hôm nay, ngày 10 tháng 5, Hội đồng chuyên môn sẽ hội trần tìm giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Tính đến 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam, thống kê của trang worldometer info cho biết số ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên gần 4,1 triệu, với hơn 280.000 người đã qua đời, trong đó hơn 1,3 triệu người ở Mỹ đang dương tính với COVID-19 và hơn 80.000 ca tử vong. Ý ghi nhận thêm 194 ca tử vong trong ngày 9 tháng 5, nâng tổng số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 lên 30.395. Trong khi đó, số ca nhiễm của Ý cũng tăng thêm 1.083 lên 218.268. Bộ Y tế Pháp ngày 9 tháng 5 thông báo số ca tử vong vì COVID-19 tăng 80 lên 26.310 và không ghi nhận ca nhiễm mới. Canada hiện đã ghi nhận hơn 68.000 ca nhiễm và 4.800 trường hợp tử vong. Tại Anh, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 346 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên thành 31.587 người. Sau đây là phần tin tức nổi bật trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp thứ 10 bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến sự và chỉ đạo. Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đàm Văn Dũng và ông Hoàng Văn Lợi do về nghỉ hưu theo quy định. Miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với bà Nông Thị Trầm và miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Đặng Thái Hạ, nguyên trưởng công an thành phố do về hưu theo quy định. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lâm Đức Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Huệ Chi, trưởng phòng Tài chính kế hoạch thành phố, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố, hoàn thành tốt mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra. Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5. 4 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước 4 tháng đầu năm đạt gần 108 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 1 tỷ 570 triệu đồng, đạt 46,2% so với kế hoạch. Thương mại dịch vụ có chiều hướng sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019 do tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Trong 4 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến, đáp ứng được nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân. Diện tích cây trồng vụ đông xuân đảm bảo kịp thời vụ, cấy được 713 ha, đạt 102% kế hoạch thành phố giao, bằng 98,7% kế hoạch tỉnh giao tiếp nhận 213 hồ sơ về cấp giấy phép xây dựng, đã thực hiện giải quyết 202 hồ sơ, tổ chức gia quân thiết lập chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự vỉa hè lòng đường, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán canh tí và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị các phòng ban đoàn thể các phường xã thực hiện các nhiệm vụ như thu ngân sách nhà nước, khẩn trương phối hợp triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thực hiện các mô hình trồng trọt chăn nuôi theo hướng hàng hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ban Quản lý Chương trình Các Dự án Trai Phan Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tổ chức họp thảo luận tham vấn cho các hộ dân thực hiện dự án nước sạch và vệ sinh môi trường tại thôn Ca Liệng, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An. Tại đây, các hộ gia đình đã được tư vấn thông qua hình ảnh trực quan về những tác hại do đi vệ sinh bừa bãi gây ra các bệnh như tiêu chảy cấp, bệnh tả. Đồng thời, người dân được giới thiệu hướng dẫn cách xây dựng nhà vệ sinh. Theo đó, dự án hỗ trợ mỗi nhà tiêu từ 1 triệu 200 000 đến 1 triệu 500 000 đồng một hộ. Thông qua tham vấn, 66 hộ dân nêu quyết tâm giữ gìn vệ sinh chung, không đi bừa bãi và đăng ký xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là dự án do tổ chức Chai Phân tại Việt Nam tài trợ. Theo kế hoạch năm 2020, dự án được thực hiện tại ba xã Thụy Hùng, Đức Thông và Quang Trọng. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cộng đồng khỏe mạnh thông qua việc cải thiện các điều kiện về nước sạch, vệ sinh, môi trường và thúc đẩy các hành vi vệ sinh tại trường học cộng đồng. Ít nhất có 80% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Trường Chính trị Hoàng Đình Dông vừa mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 11 cho 63 học viên là cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan, huyện, thành phố. Trong thời gian 3 tháng dưới hình thức học tập trung, các học viên sẽ học tập nghiên cứu 3 học phần với 17 chuyên đề và 3 chuyên đề báo cáo bao gồm: Lý luận hành chính nhà nước, Pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước, Quy định hành chính nhà nước, Tổng quan về chính sách công, Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, Quản lý tài chính công, Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công, Chính phủ điện tử, Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương, Văn hóa công kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ, kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp. Khóa học nhằm trang bị cho các học viên những vấn đề cơ bản có hệ thống những kiến thức chung về nhà nước, pháp luật từ đó vận dụng có hiệu quả những kiến thức để giải quyết những tình huống cụ thể của cơ quan đơn vị và xử lý các vấn đề thực tiễn nảy sinh, nâng cao năng lực tham mưu quản lý điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở ngành đơn vị công tác. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc vừa tiếp nhận và cấp phát hơn 141 tấn gạo cừu đòi giáp hạt năm 2020 theo quyết định số 555 của Thủ tướng Chính phủ. 141 tấn gạo của chính phủ sẽ cấp phát cho 1.908 hộ, tương ứng với 9.461 nhân khẩu các xã trong huyện. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo. Việc cấp phát gạo dịp giáp hạt, đặc biệt trong thời điểm đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đã giúp nhân dân trên địa bàn huyện giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống đây là hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện rõ sự quan tâm của đảng nhà nước kịp thời hỗ trợ hộ nghèo hộ cận nghèo hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo mọi người dân đều có đủ lương thực trong sinh hoạt hàng ngày không bị thiếu lương thực nhất là trong dịp giáp hạt góp phần bảo đảm đời sống cho nhân dân liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật cùng nhóm nghiên cứu đề tài phục hồi bảo tồn di sản văn hóa gia hai đến kiểm tra khảo sát xã hội học tại thông huề xã đài dương và thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh trong kho tàng nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh cao bằng làn điệu giá hai của người nùng khá nổi bật là loại ca kịch mang tính tổng hợp bằng sự hòa trộn giữa lời ca tiếng nhạc điệu múa phong phú hấp dẫn quy tụ đầy đủ mọi mặt cuộc sống xã hội đại diện cho mọi tầng lớp thông qua nhân cách hóa các nhân vật hiện giá hai đã phát triển sâu rộng trong các bản làng tài nùng của cao bằng Đề tài phục hồi bảo tồn di sản văn hóa Gia Hai Thông Huề được nhóm nghiên cứu thực hiện dự kiến trong 30 tháng, kết thúc năm 2020 với 4 nội dung chính, sưu tầm sáng tác, phục dựng, thành lập đội Gia Hai, làm cơ sở cho nhà nghiên cứu khoa học lưu giữ và bảo tồn. Từ nay đến năm 2021, tổ chức hội thảo khoa học để phân tích đánh giá việc lưu giữ, bảo tồn dân ca Gia Hai. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.